tuần. Lúc 4:30 mình đến nhà thờ Cù Lao Viên để quay từ xa cảnh nhà thờ, và mình đã học đi lễ để tôn thờ. Cảm ơn cả nhà. Nhà thờ Cù Lao Viên, lễ thứ bảy chủ nhật buổi sáng và buổi tối. Ở đâu cũng có nhà thờ để đi lễ như cả nhà. Cảm ơn cả nhà.
người được quan trọng để giảng đạo như cả nhà. Thì giảng đạo dạy và giúp cho người lớn được tôn trọng và người nhỏ được tuyệt vời học đạo như cả nhà. Thì mình xin quay lại khoảnh khắc mình đi vào nhà thờ để học những điều tốt, giảng dạy cho mọi người để nhớ ơn trả ơn. Đây là nhà thờ Thánh Francisco nha cả nhà. Mỗi nhà thờ là có Chúa Giêsu và các vị thánh nha cả nhà. Cả nhà, hôm nay gia đình mình đến nhà thờ Cù Lao Viên và Thánh Francisco, mình xin lưu lại khoảnh khắc thiêng liêng tôn thờ của gia đình mình. Mình xin quay lại cảnh nhà thờ, những điều tuyệt vời nhất trên thế gian nha cả nhà. Ở chính giữa là Chúa Giêsu, xung quanh là các vị thánh. Ở Francisco Cù Lao Viên, ấp Tấn Lợi, xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang nha cả nhà. Thì mỗi nơi đều có nhà thờ và mỗi nhà thờ đều có diện tích và khác nhau, nên mình xin lưu lại khoảnh khắc thiêng liêng của tôn thờ của gia đình mình. Thì nhà thờ rất lớn, chính giữa là Chúa Giêsu và các vị thánh, hai bên là mọi người ngồi học nha cả nhà. Đây tuyệt vời. Khi mình đến nhà thờ thì mình cảm thấy rất thiêng liêng và tuyệt vời nhất trên thế gian nha cả nhà. Ở ngoài nhìn vào nha cả nhà, là Chúa Giêsu ở giữa, ở dưới là chỗ ngồi để học, và ở chính giữa là người giảng dạy, xung quanh là điêu khắc của Chúa Giêsu nha cả nhà. Thì mỗi nơi đều có rất nhiều nhà thờ, và tất cả các nhà thờ đều là những điều tuyệt vời nhất trên thế gian nha cả nhà. Là chỗ ngồi cho mọi người học đạo Thiên Chúa nha cả nhà. Ở trên là những điêu khắc quý giá tuyệt vời nhất nha cả nhà. Xung quanh là có nghệ thuật cuộc đời Chúa Giêsu hy sinh cho mọi nơi nha cả nhà. Trên những bức tường là cuộc đời của Chúa Giêsu nha cả nhà. Mọi người đến đây thứ bảy chủ nhật và những lễ lớn, lễ nhỏ, lễ quan trọng nha cả nhà, lễ mỗi ngày, lễ mỗi lễ. Đây là khách du lịch của quốc tế đến thăm nhà thờ của Việt Nam nha cả nhà. Thì những người châu Âu, Hàn Quốc. Ở đây là một nơi du lịch cho mọi người.